Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HDTV, website hungyentv.vn. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn kết luận các nội dung cuộc họp như vẫn hỗ trợ mới cao hỏa táng đối với trường hợp người chết và người vô gia cư lang thang cơ nhỡ, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không có người thân, người chết thuộc hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước, vẫn giữ hỗ trợ như giai đoạn 2019-2022, chỉ thay đổi hỗ trợ 7 triệu đồng một người một ca đối với trường hợp người chết thuộc hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước, đồng thời xử phạt đối với các đối tượng xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định, mức phạt cá nhân là 1 triệu đồng, xe cơ giới từ 5 triệu đến 20 triệu đồng và tái phạm sẽ tăng nặng, thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, chủ yếu liên quan tới các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh. Đoàn sẽ tiến hành tổng kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện quy định của pháp luật đối với cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở đầu tư kinh doanh, ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là cơ sở kinh doanh karaoke, massage, quán bar, vũ trường, cơ sở cho thuê lưu trú, tạm trú, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất, cơ sở công nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường quản lý đầu tư, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản đối với kế hoạch vốn năm 2023 phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đối với nợ sau thời điểm trên, các đơn vị chủ động rà soát phân bổ vốn hoặc sử dụng vốn hợp pháp khác để xử lý đảm bảo đúng quy định. Về dự kiến kế hoạch vốn năm 2023, việc phân bổ vốn theo thứ tự ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023. Sáng nay, Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị họp giao ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, trưởng đoàn các đội thi để thống nhất nội dung hội thi dân vận khéo tỉnh Hưng Yên năm 2022. Theo đó, hội thi dân vận khéo tỉnh Hưng Yên năm 2022 được tổ chức vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 bằng hình thức sân khấu hóa gồm 3 phần thi: chào hỏi, thi kiến thức chung và phần thi tiểu phẩm. Đối tượng tham dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nhân, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Hội thi có 10 đội tham dự đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mỗi đội dự thi có từ 5 đến 7 thành viên. Từ 15 giờ chiều nay, xăng E5 RON 92 giảm 1.050 đồng trên lít, xăng RON 95 giảm 1.140 đồng trên lít. Hiện tại, giá mặt hàng này đã có lần giảm thứ tư liên tiếp. Tại kỳ này, cơ quan điều tra trích lập quỹ bình ổn với xăng là 451 đến 600 đồng một lít, còn dầu là từ 300 đến 741 đồng một lít hoặc kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 26 lần điều chỉnh với 13 lần tăng, 12 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Riêng xăng đã có kỳ giảm giá lần thứ 9 kể từ đầu tháng 7. Trước những nỗ lực giảm giá xăng dầu kể từ thời điểm cao nhất ngày 21 tháng 6 đến nay, tuy nhiên, nhiều hãng xe khách, taxi vẫn chưa giảm giá cước. Giá xe khách phổ biến hiện nay tăng khoảng 10.000 đồng so với thời điểm trước kia. Tỉnh Hưng Yên đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá cước vận tải, quản lý giá cước vận tải. Sở Giao thông Vận tải có văn bản triển khai yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách trên địa bàn tỉnh sớm xem xét thực hiện kê khai giá cước và điều chỉnh giảm giá cước, đồng thời báo cáo kết quả về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 4 tháng 10 năm 2022. Hà Nội là địa phương nổi bật khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố không đối thoại, không tham gia phiên tòa 100% các vụ án hành chính. Số bản án tòa đã tuyên nhưng chưa được thi hành tại Hà Nội cũng cao nhất nước với 83,3%. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa có báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân gửi các đại biểu Quốc hội. Theo đó, có địa phương, Ủy ban nhân dân hoặc người đại diện vắng mặt 100% các phiên đối thoại hoặc phiên tòa, như Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vắng mặt 100% các phiên đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
hoặc người được ủy quyền tham gia tố tụng cũng vắng mặt 100% tại các phiên đối thoại và phiên tòa. Ngày 3 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có thông tin liên quan vụ một người đàn ông ném tiền tung tóe trong quán ăn khiến dư luận bất bình. Ngày 3 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có thông tin liên quan vụ một người đàn ông ném tiền tung tóe trong quán ăn khiến dư luận bất bình. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tạm đình chỉ công tác đối với trưởng phòng thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất theo thẩm quyền. Việc này để đảm bảo công tác phối hợp các cơ quan liên quan làm rõ các hành vi vi phạm và chuẩn mực đạo đức của cá nhân này, đồng thời khẩn trương tổ chức xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước, công khai kết quả giải quyết theo quy định. Riêng dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của ông này sẽ do cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định, giao văn phòng sở giúp giám đốc sở theo dõi báo cáo kết quả xử lý. Mới đây, trên trang fanpage chính thức của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã đăng tải bài viết đính chính về một câu hỏi trong cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Trong đó là câu hỏi tiếng Anh trị giá 30 điểm trong phần thi về đích của thí sinh Vũ Nguyên Sơn. Tuy nhiên, thí sinh này không đưa ra được đáp án cho câu hỏi này và người bấm chuông giành quyền trả lời là Bùi Anh Đức, Trung học phổ thông chuyên Sơn La. Đáp án mà Anh Đức đưa ra là Bon nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, sau cuộc thi, các chuyên gia khẳng định đáp án này là đúng. Cùng với đó, trong cuộc thi có hai câu hỏi về lịch sử gây tranh cãi của các nhà sử học và khán giả đã làm đổi số điểm của các thí sinh. Chiều ngày 2 tháng 10, nhiều du khách khi tham quan tại bờ biển thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một con cá voi dài khoảng 3 mét, nặng hơn 300 kg đang bị mắc cạn nên đã nỗ lực đưa cá ông trở lại biển. Cá voi bị sóng đánh giạt vào bờ biển, mắc cạn không bơi ra biển được. Nhiều người đã tìm cách đưa cá ra lại biển nhưng không được nên đã báo chính quyền địa phương tìm hướng xử lý. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhờ ngư dân dùng thuyền máy dìu cá voi trở lại biển. Theo ngư dân miền biển, cá voi, cá heo được ngư dân gọi là cá ông và là linh vật được tôn thờ. Trong tâm thức của ngư dân, cá ông là thần Nam Hải, luôn bảo vệ, nâng đỡ họ trước sóng gió, uy lực của đại dương. Tàu cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tiếp cận, đưa toàn bộ thi thể thuyền viên còn lại của tàu Guyao 8 về bờ và bàn giao cho các lực lượng chức năng. Tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, tàu tìm kiếm cứu nạn Sa 272 đã tiếp cận tàu Guyao 8 quốc tịch Trung Quốc. Lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm và chuyển toàn bộ 10 thi thể thuyền viên gặp nạn còn lại trên tàu Guyao 8 sang tàu Sa 272. Sau đó, tàu Sa 272 về Côn Đảo để tiếp nhận 3 thi thể thuyền viên đã được chuyển vào đảo từ trước để đưa về Vũng Tàu. Tàu cứu nạn Sa 272 đưa toàn bộ 13 thi thể thuyền viên tàu Guyao 8 tử vong do ngộ độc thực phẩm về cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 tại Vũng Tàu và bàn giao cho lực lượng chức năng. Đức đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên của nước này với mục tiêu thay thế lượng khí đốt Đức nhập khẩu từ Nga. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Nga đã thắt chặt nguồn cung cấp khí đốt cho Đức và để đảm bảo an ninh năng lượng, chính phủ Đức đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào 5 trạm tiếp nhận khí đốt có thể xử lý khoảng 25 tỷ mét khối khí mỗi năm, gần tương đương 50% công suất của đường ống dòng chảy phương Bắc 1. Các trạm tiếp nhận khí hóa lỏng sẽ cho phép Đức nhập khẩu khí hóa lỏng bằng đường biển từ các quốc gia trên thế giới. Chính quyền bang New York, Mỹ thông báo sẽ buộc tất cả những xe mua mới trên toàn bang vào năm 2035 đều phải là xe không phát thải. Để thực hiện kế hoạch này, New York đã đặt ra mục tiêu tỷ lệ xe hơi mới không phát thải cần đạt 35% vào năm 2026 và 68% vào năm 2030. Từ năm 2027, tất cả xe buýt trường học mua mới đều phải là xe không phát thải. Trước đó, California là tiểu bang đầu tiên của Mỹ cấm bán xe máy xăng, dầu vào năm 2035 và đang triển khai từng bước. Một công ty công nghệ và thiết kế hàng hải tại Bắc Ireland vừa giới thiệu phương tiện chở khách chạy điện 100%. Đặc biệt khi di chuyển, khoang chứa khách cao hơn mặt nước khiến có cảm giác phương tiện giống như một chiếc phà biết bay. Mẫu phà có tên gọi là EF24 là một trong nhiều tàu không thải khí được chế tạo bởi công ty Artemis Technology có trụ sở ở Belfast, Bắc Ireland. Mẫu phà dài 24 mét bay trên mặt nước nhờ công nghệ đẩy điện giúp giảm đáng kể tác động của xoay sóng, cung cấp chuyến đi thoải mái cho 150 hành khách. Phà sẽ di chuyển với phần cánh ở dưới nước, nâng lên giống máy bay cất cánh ở tốc độ tối đa lên tới 69 km/h. Và chương trình thử nghiệm dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ email thời sự hi@gmail.com, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HITV.
Quý vị có thể xem lại bản tin trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.